Chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn dòng xe điện ngồi lái 3 bánh CPD15 của Heli. Đây là model cao cấp nhất của Heli hiện tại đến năm 2020. Một số là mình sẽ quay tổng quan cho các bạn quan sát xe. Xe có kích thước nhỏ gọn. Đây là bánh lái phía sau. Hệ thống đèn xi nhan và đèn cảnh báo phía sau. Hệ thống khoang điều khiển, các bạn thấy là vô lăng lái là rất là nhỏ gọn. Tổng số bánh lùi, công tắc đèn, màn hình hiển thị và tay trang điều khiển. Chân phanh, chân ga, ghế và hệ thống quay lùi nhé. Đèn để các bạn có thể quan sát khi mà lùi, góc quan sát rất là rộng. Hệ thống mái che an toàn. Đây là phía trước xe. Chiếc xe này được trang bị khung ZSM 450, tức là khung 3 tầng nâng và chỉ có nâng tối đa là 4m rưỡi. Có thêm option xe ship hay gọi là dịch ngang để cho quá trình xếp giữa hàng hóa các bạn có thể thuận tiện hơn. Option này các bạn có thể lựa chọn hoặc không. Đây là hệ thống đèn pha và đèn xi nhan phía trước. Đây là cảm biến. Chút nữa thì sau quá trình động các bạn sẽ biết là cảm biến này hoạt động như nào. Xe đang được lắp lốp đặc. Xe được trang bị hệ thống phanh điện tử bạn nhé, phanh tay điện tử rất là an toàn. Bây giờ sẽ là quá trình hoạt động của xe. Khi vào hoạt động thì chúng ta sẽ bật automatic cổng, sau đó bật điều khiển. Đấy, màn hình sẽ hiển thị để điều hành cơ tít. Mình sẽ bỏ cái tấm tấm hình cho bạn nhìn rõ, nó có chế độ rùa và thỏ di chuyển nhé. Đấy, và hiển thị phần trăm pin cũng như giờ hoạt động, tốc độ di chuyển. Bạn đã phanh tay đi, phanh tay. Đấy, khi em phanh tay thì sẽ hiển thị cái chữ P ở đây nhé, các bạn nhìn thấy không? Đó, đấy. Khi bạn phanh tay điện tử vậy thì gần như xe các bạn có ga hay như nào thì xe vẫn không di chuyển, rất là an toàn. Rồi, bây giờ sẽ là xe hoạt động. Đấy, quay phía sau. Rồi, đấy các bạn thấy, khi nâng cao lên gần đến chiều cao nâng tối đa, đấy, xe sẽ tự động. Cái cảm biến nó sẽ tự động điều khiển cho cái tốc độ nâng chậm dần để tránh bị sốc hoặc là bị rung lắc khi nâng cái chiều cao tối đa. Đấy, các bạn thấy không? Nó tự chậm lại. Rất là an toàn và độ chính xác rất là cao. Và ngay khi các bạn hạ xuống thế, các bạn hạ đến gần mặt đất thì nó cũng tự chậm lại. Đó, còn như dừng lại nó sẽ giúp hàng hóa bạn không rơi tự do nữa. Nó khác hoàn toàn với các hãng xe khác, hàng hóa bạn sẽ rơi tự do và khi nâng cao nó sẽ không có cảm biến để giảm cái tốc độ nâng khi gần đạt đến chiều cao nâng tối đa. Còn đây là bộ xoay xít. Đấy, nó có thể dưới sang trái và sang phải. Đó, tối đa thì 5-10 phân. Đây sẽ là thao tác di chuyển của xe. Rồi di chuyển đi bạn ơi. Đấy, xe di chuyển rất êm ái nhé. Xe này được thiết kế hai mô tô lái độc lập các bạn nhé. Bán kính quay vòng rất là nhỏ, quay tại chỗ. Xe này phù hợp với các kho xưởng có lối di chuyển nhỏ hẹp. Đó,
là cái đường kính quay vòng của nó nhỏ là do cái bánh lái phía sau này, đường kính nó rất nhỏ. Video giới thiệu sơ qua thì đây là mình sẽ kết thúc. Đấy thì các bạn có nhu cầu cần báo giá hay là tư vấn về cái xe thì có thể liên hệ trực tiếp với hotline ở dưới. Xin cảm ơn. Hurley, lifting the future.